Thảo mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Mê Cây Yêu Vườn Nhìn Cho Cuộc Sống Mỹ nha. Đây là những củ đông trùng thảo mình thu hoạch lúc 10 giờ đêm nè cả nhà ơi. Mấy em trắng bóc dễ thương chưa. Mình quay video này lúc ban đêm cho nên nó không có được sáng, cả nhà mình thông cảm cho Thảo nha. Qua ngày hôm sau thì có cô chú đã đến mua những củ đông trùng thảo này về để ăn cũng như là trồng đó cả nhà. Thì bây giờ cô đang lựa những củ cho cô vừa ý ha. Mình rửa cho nó sạch rồi mình để đây. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào zip lock từng phần, từng phao đó cả nhà. Để mình ship đi các tiểu bang cho những vị khách mà đã order của Thảo ha. Thì số lượng đông trùng thảo đợt này mình thu hoạch nó cũng không có nhiều, chỉ có mấy phao thôi. Nếu như cô chú anh chị em nào có nhu cầu cần ăn hoặc là trồng thì hãy làm ơn nhanh tay liên lạc giùm Thảo nha cả nhà ơi. Một cái điều Thảo muốn chia sẻ với mọi người ở đây là những củ đông trùng thảo riêng ở vườn của mình thì mình trồng hoàn toàn bằng organic nha cả nhà. Mình chỉ tưới nước và tưới vi sinh AGN chứ mình hoàn toàn không có dùng phân bón hóa học nào khác nha cả nhà. Còn bây giờ thì chúng ta đi thu hoạch đông trùng thảo nha cả nhà ơi. Những chậu đông trùng của mình đang ra hoa rất là nhiều nè. Mình nhổ nó từ lúc trời còn sáng mà tới sập tối luôn á cả nhà. Bởi vì mình phải rất là nhẹ nhàng với nó. Cái củ này nó giòn lắm cả nhà ơi. Nếu mà mình mạnh tay á nó sẽ bị gãy đó. Đây là những củ đông trùng organic 100% nha cả nhà. Bởi vì Thảo không có muốn dùng phân hóa học can thiệp vào trong những cái củ tốt này ha. Cho nên hoàn toàn Thảo chỉ dùng nước và 2 tuần thì Thảo pha loãng phân AGN. Mình tưới cho nó thôi. Khi mà mình thu hoạch như thế này mình thấy cái đất này rất là tốt. Còn tốt lắm cả nhà ơi. Cho nên sau đó Thảo đã tận dụng, mình lấy lại hết hoàn toàn những cái đất này và mình dùng trực tiếp nó để mình trồng lại những bụi mới luôn. Mình không có dùng pha thêm cái đất mới nữa cả nhà nha. Bởi vì mình muốn những củ đông trùng của mình nó organic cho nên mình đã không có dùng phân hóa học đó cả nhà. Còn người khác trồng thì Thảo không có biết đó, cái cách Thảo trồng là nó như vậy ha. Thì đợt này mình thu hoạch cũng không có nhiều, mình mới đổ vài sọt ra thôi. Còn một ít mình vẫn để trong chậu. Cho nên cô chú anh chị nào thích trồng thì mùa này cũng còn trồng kịp đó cả nhà nha. Cả nhà mình cứ liên lạc với Thảo để mình lấy những củ đông trùng này về mình trồng cho kịp năm nay nha cả nhà. Cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi Thảo cái phân vi sinh AGN là gì. Thì bây giờ Thảo sẽ để cái chữ nó trên màn hình và Thảo sẽ để cái đường link của cái công ty ở dưới cái phần mô tả. Bà con mình hãy nhớ bấm cái mũi tên chỉ xuống bên màn hình bên phải đó cả nhà. Để mình có cái link đó mình vào mình tham khảo thêm về cái vi sinh của mình ha. Vi sinh của mình là organic hoàn toàn và nó được làm tại Mỹ. Đó, thì Thảo là nhà phân phối sỉ cũng như là lẻ. Thì cô chú anh chị nếu có nhu cầu dùng phân vi sinh thì hãy liên lạc số phone trực tiếp giùm Thảo 510-774-1117. Và cũng có nhiều chị em có yêu cầu Thảo là hãy quay những cái video mà trồng như thế nào để cho bà con mình xem. Thì một chút nữa đây, sau khi thu hoạch xong thì Thảo cũng sẽ trồng. Và ngày hôm nay Thảo có hai cách để mình trồng luôn nha cả nhà. Thảo sẽ trồng lại bằng hai cách. Và hai cách đó như thế nào thì Thảo mời bà con mình xem tiếp video ở phần cuối nha. Thảo có nghe một vị khách bảo là củ này chúng ta nên để nó càng lâu thì cái chất dinh dưỡng nó nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mình đọc ở trên Google á, thì người ta bảo là cái củ này từ 5 đến 7 tháng thì chúng ta có thể thu hoạch được. Cho nên tùy các bạn ha, thì các bạn muốn trồng như cách nào thì đó là tùy vào mỗi người thôi. Riêng cá nhân Thảo thì lần trước mình thu hoạch, khi mình ăn đó cả nhà,
mình thấy có nhiều củ nó bị sơ, có nghĩa là nó già quá, nó bị sơ. Thì sau khi mình ăn như vậy mình phải nhả cái sơ đó đi. Cho nên lần này Thảo trồng, Thảo rút kinh nghiệm là mình trồng đợi củ nó vừa lớn vừa giống như đủ tuổi trưởng thành của nó thì mình thu hoạch. Ăn như vậy thì nó giòn và ngọt hơn, không có bị sơ đó cả nhà. Thì cái sơ ở đây Thảo gặp mà trong cái củ đông trùng thảo này thì nó cũng không quá nhiều giống như là củ mình tinh, mà nó sảm sảm cái miệng mình thì điều đó Thảo không có thích ha. Cho nên những củ ở đây mình thu hoạch là nó vừa tới, giòn ngọt và thơm mùi sâm. Tuy nhiên là nó nhẹ mùi sâm thôi, nó không quá nặng giống như mùi nhân sâm nha cả nhà. Thảo cũng có nhận được vài câu hỏi là cái công dụng của cái củ đông trùng thảo này, thì hôm nay Thảo sẵn đây Thảo xin phép chia sẻ với bà con những cái gì mà Thảo biết về nó nha. Thảo thì không có giỏi, không có biết quá nhiều, nhưng mà trước khi trồng một cây gì hoặc là trồng một loại rau gì thì Thảo cũng tìm hiểu về nó để cho riêng cá nhân mình, để mình ăn cho nó giúp cho mình cái gì và nó như thế nào. Thì bởi vì cái những cái củ này đầu tiên á, Thảo mua là để Thảo phục vụ cho chính bản thân mình nha cả nhà. Để cho mình có những củ organic mình ăn nó tốt sức khỏe. Đó là cái lý do mà Thảo tìm hiểu nó cũng khá là kỹ. Sau đó Thảo mới trồng. Thì sẵn hôm nay Thảo xin phép chia sẻ với bà con mình đôi điều về cái củ đông trùng này. Thì cũng có vài bạn hỏi Thảo là củ này làm gì để ăn. Thì Thảo thấy á, là nhiều người ở bên Nhật Bản họ đã làm chua giống như mình dùng mình muối chua hay cái gì đó cả nhà, nhưng mà Thảo thì không có làm cái đó nha. Còn Thảo thấy cũng có nhiều người bảo là nấu súp hoặc là xào tỏi hoặc là ăn sống trộn giống như salad vậy đó cả nhà. Nhưng mà Thảo chỉ dùng qua hai cách, đó là cái củ này thì Thảo xào tỏi và mình hầm với súp giống như là mình hầm xương đuôi bò rồi đó, cho nó rụt mềm đi rồi mình thả củ này vào khoảng chừng 10-15 phút sau thì mình tắt bếp mình ăn rất là giòn và thơm mùi sâm đó, thơm nhẹ mùi sâm chứ nó không quá nặng mùi giống như nhân sâm nha cả nhà. Còn và Thảo cũng có xào tỏi nữa đó, đang nói về cái củ của nó ha. Củ là Thảo hầm súp nè và xào tỏi nè, đó là hai món mà Thảo đã ăn cho từ cái củ. Còn cái lá của nó thì Thảo đã hái ăn sống, mình trộn với những cái rau thơm trong vườn mình ăn sống, và mình hái lá non đó mình nấu canh với lại thịt băm hoặc là tôm khô. Đó là những cái mà Thảo đã ăn qua trong cái cây và củ đông trùng thảo này. Còn những món khác thì Thảo có đọc trên mạng Thảo thấy nhưng mà Thảo chưa có thử nha bà con. Và Thảo có một cái lời khuyên. Nếu như bà con cô bác nào chúng ta có bệnh mà chúng ta muốn dùng cái củ này về những cái bệnh cho mình thì tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn ở trên Google để chúng ta dùng như thế nào cho nó hợp lý với cái sức khỏe của mình. Rồi bởi vì Thảo không phải là mà thầy thuốc hay bác sĩ gì hết, cho nên Thảo hiểu nôm na. Để mà mình ăn cho riêng mình như thế nào thì mình chia sẻ lại với bà con mình như thế. Cho nên cô chú anh chị đừng có hoàn toàn áp đặt theo cách của Thảo, mà chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn về nó để mình ăn như thế nào cho nó tốt cho mình. Bởi vì mỗi một cái lứa tuổi chúng ta dùng nó cũng khác nhau nữa đó cả nhà.
Rồi bây giờ chúng ta lại đến phần trồng cây đông trùng thảo như thế nào. Thì trên tay Thảo đang cầm ở đây là một bụi đông trùng thảo mà mình đã thu hoạch cái cũ ha. Nó còn cây và rễ. Thảo sẽ cắt ngắn cái phần bông và một đoạn lá của nó mình bỏ đi. Mình giữ cái phần đó lại để mình trồng nè cả nhà. Một đoạn thôi, mình giữ phần rễ và phần thân của nó. Mình bỏ bớt cái phần bông đi để khi mà mình tưới nước vô á, cái lượng nước nó hút lên từ bộ rễ, nó nuôi cái phần ngắn này nó tốt hơn là nếu như chúng ta giữ luôn cái phần bông đó nha cả nhà. Khi trồng thì chúng ta cũng giống như là trồng những cái rau thông thường mà mình hay trồng thôi ha. Đó. Rồi mình giữ cho nó chặt chặt cái gốc lại. Và đây là một cái đoạn rễ dài của nó, mình vẫn giữ lại luôn, mình cuốn lại. Hoặc là mình có thể xoải cho nó dài ra rồi mình chôn, miễn sao mà mình chôn đất khoảng chừng một lóng tay xuống là nó giữ được cái độ ẩm ở đó, nó sẽ từ từ mọc lại cho mình ha cả nhà. Và còn một cách trồng nữa, một chút nữa đây Thảo cũng trồng luôn cho bà con mình xem ha. Thì theo yêu cầu của những chị em mà đã mua của mình muốn trồng đó, thì hôm nay Thảo chia sẻ cái đoạn này cho bà con mình nhìn cho nó rõ cách Thảo trồng như thế nào ha. Còn cô bác anh chị nào mà giống như là giỏi trồng cây rồi á, thì bỏ qua nha. Nó rất là dễ sống. Thảo chỉ trồng như vậy rồi mình tưới nước là xong thôi cả nhà. Cứ nếu mà mình mới trồng thì mình thường xuyên tưới hơn, tưới ria qua như vậy cho nó ẩm ẩm để nó dễ mọc mà rễ mới cho mình. Còn cũ thì nó dễ mọc mầm ha. Ở đây mình dùng trồng là cái thùng xốp nha cả nhà. Thảo đã đục lỗ ở dưới để cho nó thoát nước. Thùng xốp đục lỗ thoát nước, trồng lại đất cũ của mùa trước. Mình xài nó rất là đơn sơ, không có cầu kỳ cho cái cây này đâu. Đó, xong rồi đó cả nhà. Những cái chỗ mà Thảo chỉ tay vào đó là nó trống đó. Thì bên dưới nó có rễ ha, mình chôn rễ rồi, mai mốt nó cũng sẽ lên thôi. Còn đây là trồng bằng cũ. Thì khi trồng bằng cũ, Thảo sẽ để cái cũ nó nằm ngang nha cả nhà. Thảo không có trồng dọc cái cũ đâu. Bởi vì dòng dòng những cái mắt của nó có nhiều cái mầm lắm. Mình trồng ngang như vậy thì cái cơ hội nó lên cho mình nhiều cây hơn. Rất đơn giản luôn. Như vậy thôi, mình lấp đất nhẹ lại rồi xịt nước cho nó. Là vài ngày, chừng 1 tuần, 2 tuần là nó sẽ tùy cái vùng miền của mình ở ha. Thì nó sẽ mọc mầm cho mình sớm hay muộn thôi ạ. Cách Thảo trồng á, nó không có quá dày nha cả nhà. Thảo trồng thưa lắm. Bởi vì khi cái bụi này nó mọc lên nó rất là xum xuê. Nếu như chúng ta trồng khít quá đó thì nó không có đủ đất để cho nó ăn, cũng như không có đủ chỗ cho nó phát triển. Và cái phần thân của nó mà hồi nãy mình cắt bỏ đi đó, Thảo cũng không có bỏ. Mình lấy lại rửa sạch rồi mình nấu nước uống cho nó mát, nó thanh nhiệt cơ thể. Và nó cũng nói chung là không bổ bề ngang cũng sang bề dọc thôi cả nhà ơi. Đó, đây nè, phần mà mình thu hoạch được nè. Thảo cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị em đã xem hết video của mình nha. Nếu mà chưa đăng ký, nhớ đăng ký cho Thảo nha cả nhà ơi. Thảo cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.